Ma Thổi Đèn Quyển 3 chương 23 Đóng thay phần 36 Sư Lê Dương rất vốn coi trọng tinh thần đồng đội Luôn cho rằng mọi việc giữa ba người với nhau Thì cần phải thẳng thắn công khai Thấy tôi và Tuyền Béo cứ thì thầm Bèn hỏi Hai anh vừa nói cái gì thế Tôi sợ bị Sư Lê Dương truy hỏi Đành dở mánh cũ Mở ba lô lấy khẩu súng Đưa cho cô nàng và nói Đường ở trước mặt e rằng có rất nhiều nguy hiểm Tôi giao cho cô dùng khẩu súng máy này nếu như gặp chuyện bất trắc thì chớ có do dự, cứ bóp cò bắn quét luôn. Sơ Lê Dương không nhận, cô rút khẩu súng ngắn kiểu 64 nói với tôi. Có khẩu này phòng thân là đủ rồi, tôi bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ nên không mấy tin ở súng ống. Đôi khi vũ khí không thể giải quyết hết mọi vấn đề. Để mấy khẩu M1A1 cho anh và anh Tuyền Béo dùng đi, có thể phát huy được tác dụng lớn hơn. Tuyền Béo quá sốt ruột, cứ luôn miệng dục tôi và Sơ Ly Dương khẩn trương lên. Chúng tôi vội lấy mặt nạ phòng độc và vài thứ dùng để mà đối phó với ma quỷ ra. Kể cả chiếc mặt nạ vàng vốn ở trong quan tài ngọc, xếp tất cả vào trong túi. Tuyền béo đeo các trang thiết bị còn lại. Chúng tôi căn cứ vào địa hình thể hiện trên đài tế quá thạch để đi tìm lối ra trong hang hồ lô. Lần này không phải mặc đồ lặn, có rất nhiều quá thạch cây cổ thụ, có chỗ liền thành một đám thỉnh thoảng có khe nhỏ nhưng mà chúng tôi vẫn có thể nhảy vượt qua được. Đi như thế này, khỏi phải lo cái xác phụ nữ ở dưới nước bất ngờ tập kích. Đi về hướng Tây được hơn trăm mét, thấy vách núi đá đỏ ở xung quanh dựng đứng và khum lại. Nếu cái hang này có hình quả hồ lô nằm ngã ra, thì hiện giờ chúng tôi đã đi đến chỗ thắt eo ở giữa quả hồ lô. Tất cả đều trùng khớp với các chi tiết trên bức chạm khắc ở bề mặt đài tế. Ở đây các loại rễ cành, dây nhợ, bò lan từ phía trên đã thưa dần. Không khí cũng không ẩm ướt ngột ngạt như trước. Chỗ tiếp nối giữa hai phần hang đá đã ở ngay trước mắt. vách đá xung quanh nhẵn bóng như gương. Hơn chục mét cuối cùng không có quá thật thực vật nào. Chúng tôi đành lội nước. Cầm cuốc leo núi bập vào vách đá nhẵn thính. Đỡ nhau bò lên chỗ nối giữa hang hồ lô. Mặt nước nằm ở đây vừa dặn chảy qua chỗ thấp nhất của cái hang nhỏ hẹp có vẻ như hang hồ lô này nghiêng chết xuống dưới khoảng 25 độ. Dòng nước ngầm chảy qua rồi rơi xuống, tạo nên một cái thác nước không lớn lắm. Tôi nhoài thấp người ở chỗ cửa hàng, soi đèn pin mắt sói, quan sát thì thấy độ dốc khá lớn, có hình dòng cung sâu hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi. Cách hợp lý nhất là đóng cố định chốt thép vào vách đá, buộc dây thừng, sau đó dùng lẫy an toàn mà xuống. Tôi bảo thuyền béo đóng chốt và buộc dây thừng cậu ta hỏi tôi cậu nói xem trong cái hang này có xác chết nghìn năm thật à liệu cái móng lừa đen có được việc không đó chúng ta chưa thử nghiệm lần nào lỡ nó không có tác dụng thì sao đấy tôi trả lời những người đi đổ đấu tìm báo vật mấy ai không gặp phải xác chết ở trong mộ chứ có lẽ chúng ta là ba trong số ít người chưa gặp cương thi lần nào còn về chuyện móng lừa đen có trấn được nó hay không chúng ta cũng chỉ nghe đồn vậy thôi Tuy nhiên, đã là thủ pháp các bậc tiền bối ngày xưa truyền lại, chắc cũng đáng tin cậy. Nếu vẫn không ổn, chúng ta đã có súng máy rồi, cho nên cần lo làm gì. Nhân lúc chờ đóng chốt trên vách và buộc dây thừng, tôi hỏi Sơ Lê Dương rằng, các đời cụ tổ của cô ấy có nhiều cao thủ đổ đấu, đã đào nhiều mộ, có lẽ đã không ít lần gặp phải cương thi. Vậy dùng móng lừa đen có hiệu quả không? Dựa vào nguyên lý gì để mà khắc chế chứ? Lê Dương nói: Tôi có thể cá với anh. Sơn thần trong hang không thể là một xác chết. Lúc nãy tôi đã nói lý do rồi. Dù là dân mang di thì họ cũng không bao giờ coi xác chết là thần linh để mà cung phụng. Dân tộc thiểu số ở Trung Quốc và các nước khác đều không có tập tục này. Đúng là móng lừa đen có thể chế ngự cương thi đại khái chỉ là tác dụng tĩnh điện. Có lẽ thay thế bằng những thứ khác cũng được. Nhưng mà nước chở thuyền đi cũng có thể lật thuyền tương truyền rằng móng lừa đen cũng có lúc phản tác dụng. Móng lừa đen tiếp xúc với những xác chết chưa biến chất thì sẽ kích thích cho nó tăng tốc độ biến chất, chẳng biết là có thật thế không nữa. Nghe xong, tôi cũng thấy hơi yên tâm. Lúc này chúng tôi đang ở cái cửa hang ngày xưa mà thổ dân dùng xào dài, treo cốc, đưa vào. Bên trong im phăng phắc, tối om cứ như là một thế giới bóng tối đang ngưng động dường như hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, khác hẳn với cái thang sôi động sự sống mà chúng tôi vừa đi qua. Hai nữa, của hang hồ lô chẳng qua chỉ cách nhau một đoạn tiếp nối dài 4-5 mét mà chẳng khác gì hai cực sinh tử, hai thế giới âm dương. Lẽ nào ở đây có xác chết thành tinh thật? Tuyền béo đã chuẩn bị xong dây thừng, tôi ném một quả pháo sáng xuống để nhận rõ độ cao, rồi đeo mặt nạ phòng độc, phát khẩu M1A1 bám dây thừng tụt xuống vách đá nhẵn bóng dưới cửa hàng là nền đá lõm cong hình dòng cung nước ngầm chảy qua bao năm khiến cho nó nhẵn trơn xuống đến đáy phải sâu chục mét chỗ tôi đang đứng là một lớp đá nhiều tầng rất ướt hai bên đều có nước chảy tôi ngẩng đầu nhìn chỉ thấy ánh đèn rọi gắn trên mũ của thuyền béo và sơ lê dương ngoài ra thì tối om không thấy gì hết tôi đành đánh tín hiệu thông báo dưới này an toàn có thể xuống rồi sơ lê dương và tuyền béo nhận được tín hiệu bèn bám dây thừng tụt xuống xuống đến nơi tuyền béo hỏi ngay sao ông có thấy xác chết không tôi trả lời sao mà cứ mong cái của nợ ấy không nhỉ lần sau ông nên kiên nói những câu như thế đi kẻo cái xác già khú đế không thích nghe người ta nhắc lại đột ngột chạy ra thì sao chứ đoạn ba chúng tôi cầm vũ khí bước ra xa cái vùng nước sâu lần mò trong bóng tối men theo vách lượn tròn của hang động ở giữa hang nước rất sâu im lặng như cõi chết trên trần vô số thỏi đá màu đỏ nhọn như là búp măng đâm chĩa xuống phía dưới là các lớp nham thạch gồ hẳn lên mặt nước có thể đi lại bên trên các khối đá ở đây đã bị nước ngầm lâu ngày màu đỏ trên mặt đá vì thế mà trở thành một thứ màu nhờ nhờ chiếu ánh đèn lên thấy có những tia phản quang yếu ớt trên mặt nước thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những sinh vật phù du bé nhỏ chưa thấy vật gì có chất độc cả tôi thầm lấy làm mừng đã cách mấy nghìn năm rồi có lẽ các sinh vật quái quỷ ngày xưa coi đây là sào huyệt giờ đã không còn tồn tại nữa đi được vài chục mét bỗng thấy trên mặt nước phía trước có một tia sáng màu trắng băng buốt và ảm đạm tôi vội vẫy tay cả ba lập tức nắp vào sau một tảng đá tắt các nguồn sáng đi. Trong bóng tối, chúng tôi chăm chú theo dõi ánh sáng lạnh lẽo như ma trời kia. Mảng ánh sáng ấy cứ chập chờn ẩn hiện trên mặt nước, từ xa áp lại gần như một cái xác chết trôi. Tôi hạ thấp giọng nói với thuyền béo đứng bên. Có lẽ cái xác dưới nước chưa phát hiện ra chúng ta, cậu ngắm cho chuẩn rồi cho nó một phát đạn. Sau đó nhân lúc rối loạn, chúng ta xông đến, xẻ nó ra tám mảnh. Xưa này, tuyền béo chưa bao giờ từ chối bắn, liền đặt khẩu máy chữ Chicago xuống. Rồi lấy súng trường đang đeo sau lưng ra ngắm chuẩn. Ba điểm nằm trên một đường thẳng, khi sắp bóp cò, bỗng thấy dưới nước xuất hiện thêm vài cái xác nữa. Có cái thì nổi lên, có cái vẫn nằm dưới nước, đều ngửa mặt lên trời. Hai tay hai chân bẻ cong xuống dưới. Cái tư thế thật là kỳ dị, cứ như là đã bị bẻ mất khớp xương. Điều lạ lùng hơn nữa là hình như chúng không chịu tác động của lực đẩy trong nước. Xác chết dưới nước nổi lên mỗi lúc một nhiều, chỉ không đến vài phút đã có hàng hà sa số, ngay phía sau chúng tôi cũng có, không thể đếm xuể là mấy trăm mấy nghìn cái nữa. Các xác chết tỏa ra ánh sáng trắng, ma khí nặng nề, cả hang động tối om bỗng bị những ánh sáng ma trơi này chiếu sáng. Nhưng mà thứ ánh sáng này khiến cho người ta có cảm giác mình bị rơi vào một địa ngục băng giá toàn thân run rẩy không kìm lại được. Sơ Lê Dương khẽ nói với tôi và tuyền béo. Hình như những cái xác này đang tập kết về một nơi nào đó chứ không phải nhằm về phía chúng ta. Tuyền béo thấy bị cái xác nổi bao dây thì cuốn lên. Liền lên quy lát máy chữ Chicago vẻ mặt hung dữ nói. Tôi thấy 99% là bọn này đang tụm lại với nhau gọi hội ông đối phó với chúng ta đây. Thôi bây giờ ra tay trước thì hơn ra tay sao là thiệt. Cậu còn chờ mẹ gì nữa, xả đạn đi thôi. Tôi đưa tay ấn vai của tuyền béo, đẩy cậu ta nắp ra sau tảng đá, ra lệnh không được manh động làm bừa. Bà chúng tôi nắp sau tảng đá quan sát mọi động tĩnh của đám xác chết lệnh phệnh kia. Lúc này, già nửa sơn động đã được những làn sáng kỳ dị của chúng chiếu sáng. Dưới làn nước sâu không thấy đáy, không biết có bao nhiêu xác chết, cứ chồng chất từng lớp từng lớp. Tôi cũng hơi quảng. Lúc trước, cứ nghĩ là có súng máy của Mỹ có thể đối phó được, nhưng mà hoàn toàn không ngờ dưới nước lại có ngàn dạng sát chết nổi lên thế này. Dù chúng tôi có cơ số đạn gấp chục lần, cũng không thể đọ lại được với chúng. Gần trán của tôi cứ giật giật, như là muốn nhảy bật ra. Mai sao cái đám chết này, cứ như những khúc gỗ vô tri vô giác, lại từ từ tập trung ở vùng nước sâu giữa hang động. Chúng tôi nín hơi, không dám thở mạnh, những cái xác này ở đâu ra chứ? Nếu chúng có từ cách đây mấy nghìn năm, thì tại sao vẫn còn giữ được hình hài, vẫn không bị rửa nát? Những cơ thể đầy đặn, lung linh, trông như người còn sống, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lành lạnh. Sao có thể như vậy được chứ? Tôi nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu nổi, đành cố kèm nén con tim đang đập dồn dập, nắp sâu trong bóng tối sao tảng đá, trơ mắt ra nhìn. Rồi tôi cũng dần dà nhận ra một vài điều những cái xác này đều từ dưới nước nổi lên rồi từ từ tập trung lại một dùng bên trên chỗ trung tâm của dùng đó có một làn khí màu đỏ áp liền với mặt nước che khuất những làn sáng xanh đáng gợm từng đợt từng đợt xác chết không ngớt tranh nhau chui vào cái làn khí màu đỏ ấy làn sương mù màu đỏ trông tựa như một khối sơn đỏ thấm không thể nhìn rõ trong lòng của nó là gì nhưng mà rất giống một cái hang sâu không đáy vô số xác chết chui vào đó vẫn không thể lấp đầy chắc hẳn đám mây mù màu đỏ này chính là làn khí độc được diễn tả trong bức khắc đá ở trên đại tế nhưng đã bị biến màu cho nên lúc trước chúng tôi đã cho rằng khí độc trong hang phun ra là màu đen màu sắc lúc này lại rất tươi tắn độc tính của các chất độc hại ở trên thế giới thường tỷ lệ thuận với mức độ diễm lệ mà nó phô diễn những vật càng đỏ thấm xanh tươi hoặc là càng sặc sỡ đủ màu độc tính sẽ càng lợi hại không rõ là đám khí đỏ này nó độc hại đến thế nào chúng càng tập trung lại càng không tàn nếu trước đó chúng tôi không đeo mặt nạ phòng độc thì có lẽ chất độc đã len vào thất hiếu trúng độc mà chết rồi kể thì cũng lạ thật cái đám xác chết chen chúc nhau tại một chỗ mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rất khẽ chứ không có âm thanh gì khác tất cả đều diễn ra trong yên lặng sơ dương ghé sát tai tôi nói trong đám khí độc ấy hình như có một vật gì đó có lẽ là nguyên hình của sơn thần không rõ vì nguyên nhân gì mà các xác chết này bị đám khí độc hút đến và không ngừng trôi vào trong Hãy trôi vào liền cứ như là bị nuốt chửng tôi nói với sơ dương đúng là ma mỹ hết mức mà bất kể lão sơn thần ấy có là thần thánh phương nào với cách ăn như thế bao năm qua không biết phải có bao nhiêu xác phụ nữ mới đủ cho hắn xơi. những cái xác ấy vốn là những người nào chứ tuyền béo nhoài mình trên mặt đất nhún dài nói có trời mới biết những cái xác kia hình như không mặc quần áo thật đứng đây hơi xa chỉ thấy mờ mờ chúng ta tiến lại gần hơn nhìn cho rõ đã rồi tính kế ứng phó sao sơ lê dương xua tay liên tục bảo chúng tôi nói khẽ thôi Cô nàng chỉ tay về phía tây nói nhỏ. Mấy vấn đề đó không quan trọng. Cách duy nhất lúc này là tranh thủ lúc sơn thần đang ăn sát. Chúng ta lén chuồng sang phía bên cạnh. Tuyệt đối chớ kinh động đến những cái thứ ấy. Tôi chẳng chút hứng thú tìm hiểu xem sơn thần vốn là cương thi già cú hay là sơn ma thủy quái gì. Tốt nhất là đi vòng qua rồi lẳng lặng, lặng lũi ra khỏi cái miệng quả hồ lô. Vì mục tiêu của chúng tôi là mọc trần châu trong mộ của hiến dương chứ không phải là gây hấn với sơn thần ở trong cái hang hồ lô này chúng tôi chia nhau vũ khí ai cũng cầm súng nép sát vách hang hồ lô không dám bật đèn gắn trên mũ leo núi ẩn trong bóng tối của vách đá sắc như răng sói rón rén tiến về phía trước như thước phim quay chậm nền dưới chân có rất nhiều đá lớn đá nhỏ nếu không cẩn thận sẽ gây ra tiếng động cả ba chúng tôi đều hết sức thận trọng ai cũng nắm được điểm then chốt khi nhón chân bước khẽ không hấp tấp được huống chi trên người còn lại mang rất nhiều trang thiết bị và khí giới nhưng mà rốt cuộc vẫn để xảy ra chuyện ba chúng tôi đều khoác súng tôi và tuyền béo khoác máy chữ chicago sơ dương đeo kiếm quy chẳng rõ bán súng của ai đã gia phải một tảng đá tảng đá ấy rơi xuống nước kêu tỏm một tiếng âm thanh tuy là nhỏ nhưng mà ở trong cái hang im ắng này liền bị dòm hang khuếch đại gian dội gấp chục lần đám xác phụ nữ dưới nước bỗng dừng cả lại dường như bị chúng tôi đánh thức nên mở mắt nhìn chằm chằm hết lượt về phía chúng tôi tôi chột dạ nghĩ bụng toi rồi nhưng vẫn còn chút hy vọng cầu may cả ba chúng tôi nằm dán người xuống đất không dám cựa quậy chỉ mong sao không bị sơn thần trong đám khí độc kia phát hiện ra và tất nhiên không dám liếc mắt nhìn vào bên trong đó tuyền béo, giọng tai nghe ngóng động tĩnh, nhưng mà tất cả chỉ im lặng như chết. Hắn ngờ ngợ, bèn giãy tay ra hiệu cho tôi. Tối quá, tôi không nhìn rõ động tác đó là gì, nhưng đã cùng lăn lộn bao năm, cho nên chúng tôi rất hiểu ý nhau. Tuyền béo muốn nói, trong đám khí màu đỏ kia có cương thi thành tinh không? Tôi lắc đầu, ra hiệu cho cậu ta đừng có động đậy nữa. Tôi đã toát mồ hôi rồi, chỉ mong thoát khỏi cái tình cảnh trước mắt này thôi. Thực ra, chính tôi cũng đầy nghi hoặc. Tự thấy sở học phong thủy của mình không phải là hạng soàn. Nhìn toàn cảnh địa thế ở đây đúng là rất giống quả hồ lô. Động hồ lô, miên ngưu địa, thái cực quân, cũng gọi là long quân. Đều là những quyệt thần tiên ở trong phong thủy. Sơn động này giống hình quả hồ lô, tuy là có kỳ quái thật. Nhưng mà từ xưa các thuộc sĩ Thanh Ô đã có thơ rằng nếu phải chân long tú ở đây địa hình bất luận nhẵn hai trầy kể chi đất phẳng hay non hiểm con mắt thần tiên liếc thấy ngay hình thế tuy kỳ dị nhưng lại là một nơi đất báo thực sự có giá trị một nơi như thế này sao lại có cương thi được chứ giả sử cái thứ bị khí độc bao bọc kia không phải là cương thi vậy thì tại sao vẫn tồn tại ở đây sau mấy nghìn năm nếu không phải cương thi thì nghìn năm đã thành tinh thì tại sao lại có khí độc kinh khủng đến thế và nếu nhìn nhận cái đám xác lên phần kia chưa xảy ra thi biến mới là lạ. nghe nói các xác chết lâu đời như thế này có thể đánh hơi thấy hơi người, không rõ chúng tôi đã đeo mặt nạ phòng độc vào rồi có ăn thua gì không nữa. lòng của tôi rối bời nên không mấy chú ý các động tĩnh trên mặt nước. bỗng bị Sư Lê dương kéo tay, tôi lập tức tỉnh táo trở lại chỉ nghe thấy tiếng các hòn đá trên mặt nước kêu lọc cọc lạo xạo như có cả một đám người đang bước đi bên sông. Ánh sáng của các xác chết hắt lên cũng chập chờn nhấp nháy. Cơ hồ toàn bộ các thứ trên mặt nước đang di chuyển. Tôi hiểu rằng cái gì cuối cùng đến rồi cũng sẽ đến. Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có lẽ đối phương đã cảm nhận được sự tồn tại của chúng tôi. Tôi quyết định phải ra tay trước. Bèn khẽ xoay người rồi ngẩng mặt tay lên đạn cho khẩu máy chữ Chicago. Lặng lẽ chờ đợi cái vật kia ló ra sau tảng đá rồi sẽ dành cho nó một loạt đạn như mưa rào gọi là món quà gặp mặt trong bầu không khí im lặng như tờ tuyền béo sơ lê dương ở bên cạnh cũng chuẩn bị sẵn sàng đón đánh đầu chụp mặt nạ phòng độc chúng tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình chứ không rõ âm thanh ở bên ngoài chỉ nhận ra những tiếng đá lạo xạo đang tiến đến gần khi nó đến rất gần thì ở ngay trước mặt chúng tôi xuất hiện một làn khí đo đỏ Lúc này ngoại trừ tiếng đá lọc cọc, tôi còn nghe thấy những tiếng lanh canh của áo giáp sắt da chạm. Những âm thanh này cho thấy những gã ấy khá đồ con. Lẽ nào là một toán quân thời cổ? Tay của tôi siết chặt khẩu súng hơn nữa. Tuyền béo không kềm nổi nữa rồi. Cậu ta nhảy dựng lên, dương khẩu súng máy và hàng loạt tia lửa đạn phun ra. Tiếng nổ liên hồi như máy đánh chữ, gian dội khắp sơn động. Thấy cậu ta tấn công trước, tôi cũng không do dự nữa, đứng lên luôn. Không cần biết trước là cái gì, tôi bóp cò, quét một chập vào cái thứ nắp sao tảng đá. Cứ dùng quả lực áp đảo đã, rồi tính sao. Đạn tưới vào cái đám sương mù màu đỏ, phát ra những tiếng da chạm ken ken của đầu đạn, cứ như là bắn vào một tấm thép vậy. Dường như đám sát trôi nổi dưới nước gần chúng tôi thấy khiếp sợ, liền tản ra rồi chạy nháo nhào. Ánh sáng xanh phát ra từ các xác chết càng mạnh hơn cộng với ánh sáng lửa đạn phun ra từ nòng súng cả sơn động chập chờn lúc sáng lúc tối chẳng khác gì vô số con đom đóm đang bay lượn thoăn thoắt đúng vào cái lúc tranh tối tranh sáng chập chờn này đám khí như mây mù màu đỏ bỗng nhạt đi rồi tan biến không còn gì nữa tôi thấy quá ư kỳ lạ đạn đã bắn vào đâu thế này nhưng mà bất chợt lại nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ ở ngay bên cạnh một cái mặt quái dị đeo mặt nạ vàng đang phun những làn khói mù màu đỏ về phía chúng tôi. Chương 24: Giáp ma dễ rồng. Cái mặt nạ kỳ dị đúc bằng vàng, trải hàng ngàn năm sương gió phôi pha mà vẫn lấp lánh ánh vàng, ngoại trừ hai hốc mắt hơi khác. Nó căn bản rất giống chiếc mặt nạ vàng mà chúng tôi tìm thấy trong quan tài ngọc của viên chủ tế. Cũng có sừng rồng, mồm thú, tai đuôi cá, có điều chiếc kia là để cho người đeo. Còn chiếc đang xuất hiện bên chúng tôi thì to hơn nhiều, như là một chiếc dung nồi cơm tập thể vậy. Tình huống thật là bất ngờ, chưa kịp nhìn rõ xem có chuyện gì, nhưng mà tôi bỗng giật bắn người. Trực giác, mách bảo cho tôi, đó không phải là cương thi gì hết, mà là một sinh linh đang phẫn nộ. Nó thở hồng học, mỗi lần lại phun ra một làn sương mù đỏ, phủ trùm lên cơ thể, không thể nhìn thấy rõ toàn bộ diện mạo lúc này không thể chậm trễ, phản ứng của cơ thể đã thay thế cho suy nghĩ trong đầu. Tôi vội co mình lùi lại, giọt ngay về phía sau thẳng đá, nòng súng cũng đồng thời chuyển hướng về đám sương mù đỏ ấy và tung ra một loạt đạn. Làng đạn bắn tóe ra như những nang quạt nhấp nhô, tất cả lia vào cái khối khí độc màu đỏ đậm đặc kia. Hàng loạt những tiếng đầu đạn da đập chan dội, hình như sinh vật nằm trong đám khí kia được bọc thép chẳng biết là trận mưa đạn của tôi có bắn trúng nó hay không. Khi tôi nhào qua tảng đá, rồi tiếp đất, cũng là lúc hộp đạn của khẩu M1A1 vừa hết đạn. Tuyền Béo và Sơ Lê Dương cũng đồng thời tản ra. Kể lại thì chậm, nhưng mà sự việc diễn ra rất nhanh. Đám sương mù màu đỏ đặc sệt ấy bỗng nhiên tản ra. Chiếc mặt nạ vàng lấp lánh bay lên không trung. Nhờ làn ánh sáng lạnh lẽo của các xác chết nổi ở trên mặt nước phát ra lần này tôi nhìn thấy rõ mồn một chính giữa chiếc mặt nạ vàng chỉ có một hốc mắt bên trong có vật gì tựa như con mắt đang đảo qua đảo lại cái miệng hổ của mặt nạ ngoát ra to như cái chậu máu chẳng khác nào là cửa vào địa ngục nhìn rõ cả những màn thịt đỏ hồng tựa như là cái mồm của một loài sâu bọ nào đó khác với cấu tạo kiểu khớp hàm há ra ngậm vào cái mồm này ngoét rộng ra mọi phía xung quanh rồi biến thành hình vuông bên trong lại có một cái mồm nhỏ nói là nhỏ nhưng có thể nuốt chửng khoảng ba người một lúc không vấn đề gì mà lại không hề có răng chỉ có bốn cái răng thịt cứng ở bốn góc những đặc trưng này cho thấy cái con quái vật đồ sộ này là một con sâu thân hình nó phủ một lớp vỏ dày cộp phía dưới có vô số những cái chân to bự đang không ngừng động đậy những cái chân to bằng đùi người có hình dấu nó là nó là con gì vậy là sâu hay là động vật? Là thiên long chăng? Cũng không phải, thiên long có thân dẹt, con vật này thì tròn tròn, mà lại chỉ có một mắt. Đầu của nó đeo mặt nạ vàng, thân của nó có lớp vỏ đồng xanh, hình dãy rồng. Mà ai đã mặc áo giáp cho nó chứ? Mẹ kiếp, chuyến đi dân nam này hãy gặp cái gì, cái ấy cũng to tổ bố. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đâu có thể nghĩ ngợi nhiều, mặt xác nó là thứ gì, phải xử lý rồi tính sao. Đột nhiên, con quái vật giọt ra khỏi đám sương mù, há cái mồm rộng ngoác phía sau mặt nạ vàng, bổ nhào về phía tôi. Khẩu súng máy trong tay đã hết đạn, tôi không dám liều mạng đối đầu. Làng nước phía sau thì đầy xác chết, hết đường rút lui, bèn nằm xuống lăn tròn để tránh cú đòn hiểm ác. Trong ánh sáng xanh lạnh lẽo ghê rợn tỏa khắp hang động, chỉ thấy một tia sáng vàng rọi xẹt qua, phóng trúng vào đám đá, trông sắc nhọn như một cái răng sói ở ngay bên cạnh tôi, phát ra một tiếng rầm trời đình tài nhức óc. Tôi hít sâu một làn khí lạnh, hai chân đạp vào đá núi tạo thành lực đẩy người bật về phía sau né tránh. Nào ngờ trên đầu của tôi cũng có đá chặn lại, mũ bảo hiểm leo núi, da vào đá nên tôi lùi xa chẳng được là mấy. Con sâu quái vật đeo mặt nạ vàng khổng lồ, vô trượt lập tức tấn công lần thứ hai. Tôi không ngớt chửi thầm, bọc đạn và băng đạn M1A1 đều ở trong ba lô của tuyển béo đang đeo. Trong tay chỉ có khẩu súng không đạn, tôi đành rút cuốc chim leo núi ra để mà chống đỡ. Sư Lê Dương và Tuyền béo ở gần bên, thấy tôi lâm nguy. Một người dùng máy chữ Chicago, một người dùng kiếm quy, cùng lúc suốt chiều, nhằm trúng đầu của con sâu to bắn một chập tơi bời. Con quái trùng khổng lồ, đầu đeo mặt nạ vàng, thân bọc giáp đồng xanh, bị cơn mưa đạn mãnh liệt áp chế nó liên tục rút đầu lại từ mồm và các kẻ dãy đồng không ngừng phun ra sương mù độc màu đỏ rồi nhanh chóng ẩn vào đám sương mù ấy khiến cho chúng tôi rất khó xác định mục tiêu để mà bắn rất nhanh chóng sương mù màu đỏ tràn ngập khắp hang động Nhân lúc này tôi gào lên gọi tuyền béo tuyền béo đáng cậu ta lập tức moi ba lô lấy ra một bọc đạn đầy ắp rồi ném cho tôi tôi bắt lấy nhưng chưa kịp thay vào ổ súng thì cái đám sương mù đỏ hồng kia đã bất ngờ bay đi. Con quái trùng giọt ra khỏi cái đám mây như là một con rồng lửa lao dù dù về phía tôi. Tôi điên tiếc. Mã mẹ nó, sao cứ nhầm vào tôi mà tấn công thế này? Nhưng tôi vẫn còn tỉnh đòn. Lúc này không thể hấp tấp, căng thẳng, sinh tử ra sao là ở cái khoảnh khắc này đây. Tôi không né tránh gì hết. Phải đánh cuộc sự sống bằng tốc độ nạp đạn của mình với tốc độ con quái trùng đang lao đến. Tuyền Béo và Sơ Lê Dương vừa nãy bắn gấp một chập, đạn cũng đã hết. Đang mãi nạp đạn, thấy tôi liều mạng kiểu này, cả hai đều sợ quá, đâm ngớ ra. Quên mất là mình đang ở đâu, đứng đực người ra như trời trồng. Những kinh nghiệm sinh tử trên tuyền tuyến ngày trước đã giúp cho tôi giành được thời cơ. Tôi chỉ nhanh hơn đối phương một phần mấy giây. Tôi dương súng, đúng vào lúc cái mồm to tướng của con quái trùng ngoát ra ngay trước mặt không kịp nhận ra mình hay là nó nhanh hơn, lập tức bóp cò theo cảm tính. Máy chữ Chicago dường như rót hết đạn vào cái mồm của chiếc mặt nạ. Tiếng của đánh máy chữ kiểu cổ vang lên rôm rớp. Tôi nghe thấy một tiếng hú bi ai nặng nề, có thể như một tấm sắt to lớn đập phải. Chiếc mặt nạ vàng hút tôi lộn hai vòng về phía sau. Tôi liên tiếp lùi lại cho đến khi áp sát vào vách đá. Từng khúc xương trong người đều đau nhừ nếu như không đeo miếng bảo hiểm khủy tay và đầu gối, chắc chắn thế nào cũng dập xương. Có cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người của tôi bị đảo lộn mấy dòng. Canh bạc táo tận của tôi đã thành công. Loạt đạn kéo dài đều bắn vào cái mồm của con quái trùng khổng lồ. Đám sương mù màu đỏ co vào một góc của hang hồ lô mỗi lúc một đậm đặc rồi không thấy động đậy gì nữa. Tuyền béo mừng rỡ lớn tiếng gọi tôi. Ông nhất, khá đấy đúng là cực kỳ thần dũng. Tôi thay mặt cho quân quỷ Trung ương chúc mừng ông đấy. Sau hai đồng chí Hoàng Kế Quang và Dương Căn Tư, quân ta tiếp tục phong tặng danh hiệu vinh quang cho anh. Anh hùng quân đội đặc cấp. Ông sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ thứ ba trong lịch sử, được nhận danh hiệu vinh quang đặc biệt này đấy. Sư Lê Dương đứng một bên, nói to với tôi. Thần dũng cái gì chứ? Anh không thiết sống nè, quả là rù dại hết mức mà. Nghe Tuyền Béo nói nhăn nói cụi, tôi tức tối vô cùng, nghĩ bụng, mẹ kiếp cái thằng này, nói kháy nhau thì phải. Tôi đang định đợp lại mấy câu, nhưng mà khắp người tôi đau nhức không kể riết. Tôi cố giơ cánh tay ra, mai sao vẫn chưa bị ngoài thương, trong người có bị nội thương không thì mặc kệ. Tôi bỗng cảm thấy hơi chân hững, hình như trên người tôi thiếu cái thứ gì đó. Vội cuốn lên sờ tìm, sờ lên mặt, thấy bàn tay lạnh tê, gây rồi chiếc mặt nạ phòng độc đã văng đi đâu mất lập tức toàn thân toát rã mồ hôi tuy chúng tôi có đem theo một số thuốc giải độc nhưng chỉ là thuốc chống nọc rắn bình thường còn đám xương đỏ độc hại kia thì dẫu thánh y qua đà tái thế cũng phải bó tay không cứu nổi đâu lúc này tôi đã hít phải bao nhiêu là khí độc rồi chết là cái chắc nghĩ đến cái chết lòng tôi rối bời chỉ mãi nghĩ sau khi chúng độc sẽ thế nào sẽ thấy khó chịu ở đâu vừa nghĩ xong đã thấy toàn thân bức rứt. Thôi, thế là hết chuyện, phen này, thằng nhất tôi lên bàn thờ là cái chắc. Sơ Lê Dương cũng nhận ra là tôi đã bị mất mặt nạ phòng độc, vội chạy đến bên tôi lo lắng hỏi. Sao lại rơi mất mặt nạ à? Anh, anh có thấy trong người khó chịu không? Tôi thấy Sơ Lê Dương cuốn lên nói liếu cả lưỡi, trong lòng hết sức cảm động, lại nghĩ mình sắp hy sinh anh Dũng, phải vĩnh biệt cô tới nơi, chân tay bỗng lạnh toát, rồi ủ rũ ngồi thập xuống đất nói phen này tôi nguy thật rồi tôi cũng không biết mình đang khó chịu ở đâu nữa nhưng mà toàn thân tôi rất là bức rứt có lẽ khí độc đã ngấm vào xương tủy chạy khắp cửu khiếu không chừng chỉ chốc lát nữa tôi tôi muốn nói mấy câu cuối cùng tuyền béo cũng chạy ào đến một tay nắm lấy tay tôi tay kia bịt luôn mồm tôi nghẹn ngào nói nhất nhất đừng có trối trăng gì dối cậu không thấy trong phim các nhà cách mạng trẻ bị trúng đạn à mà tôi gỡ tay thuyền béo đang bịt mồm tôi ra đau khổ nói với cậu ta đồng chí lúc này là lúc nào mà vẫn không cho tôi nói mấy câu cuối cùng chứ cậu tưởng tôi thích chết lắm sao có một vài việc nếu tôi không nói cho các vị biết thì tôi tôi chết không có nhắm mắt đâu tôi tranh thủ thời gian tiếp tục nói với thuyền béo và sơ lê dương hai người đừng có buồn gì tôi với một cựu chiến binh, cái chết chẳng là gì hết. Tôi chẳng qua chỉ là vì hạnh phúc của nhân loại, vì sự tất yếu của lịch sử mà vĩnh viễn ngủ lại dưới bầu trời phía nam với những áng mây màu rực rỡ, nơi muôn hoa không bao giờ tàn tạ mà thôi. Sơ Lê Dương cũng nắm chặt tay tôi. Cô nàng đang đeo mặt nạ phòng độc nên tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng mà những ngón tay run rẩy của cô khiến cho tôi hiểu rằng cô đang khóc. Sơ Lê Dương nói một câu bằng tiếng Tây. Tôi thở dài nói Tôi đã nằm kề miệng lỗ rồi Mà cô còn nói tiếng Tây tôi hiểu sao nổi Chờ kiếp sau tôi đầu thai Nhập hộ tịch ở Mỹ đã Lúc ấy cô nói cũng chưa muộn Tôi còn muốn nói với hai vị mấy câu quan trọng Đừng có đánh trống lãng nữa Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với hai vị Sao mà mệt thế không biết nữa Tôi đang định dặn dò Chuyện hậu sự Nhưng tôi bỗng nhận ra Ngoài cảm giác nhức mỏi đến lúc này người của tôi không có hiện tượng gì khác thường gần tốt nhất mỏi là do bị chiếc mặt nạ vàng xô vào dù đã nhanh nhẹn tránh được nhưng mà tôi vẫn bị da vào đá khá mạnh vừa rồi phát hiện ra bị mất chiếc mặt nạ phòng độc tôi choáng dáng mất tự chủ lúc này đã mấy phút trôi qua tôi lại cảm thấy không sao hết nhưng tôi vẫn thấy ngờ ngợ hay là tôi đang ở giờ phút đèn tàn lóe sáng nhưng cũng không giống lắm có nghĩa là đám sương mù đỏ đỏ kia không có chất độc. vừa nghĩ đến chất độc, đầu óc của tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: đám sương đỏ trong hang hồ lô này và đám chướng khí trắng ở sơn cốc ngoài kia có quan hệ gì với nhau chứ? sương trắng có độc, sương đỏ không có độc. vậy cơ thể con quái trùng này có điều gì bí hiểm? Tuyền béo thấy đôi mắt của tôi đờ đẫn, cho rằng thần trí tôi đã lú lẫn mê màng. Tuyền béo lai dài của tôi. Tôi lệnh nhất vẫn chưa trăn trối những gì quan trọng kia mà, sao lại đã trợn mắt lên thế này? Máu, máu, tỉnh lại đi." Tôi khuỳnh tay gạt cậu ta ra. Mắt tôi đâu có trợn ngược, cậu định lai like cho tôi gãy xương chắc? Tôi vừa định nói cái gì nhỉ? À, những câu định trăn trối vừa nãy, giờ tôi đã quên sạch. Tôi nói với Sơ Lê Dương và thuyền béo. Tôi nhận ra rằng khu vực hang này không có khí độc. Có lẽ đây là nguồn phát ra chứng khí độc cho sơn cốc là xưởng sản xuất xương trùng thuật. Cả hai không có phản ứng gì, chỉ cùng ngạc nhiên kêu lên. Không có khí độc, tức là anh không chết nữa hả? Tôi đang định phân tích rõ hơn với họ, bỗng chỉ trong chớp mắt, đám xương đỏ ở một góc hang hồ lô đã phình to ra từ lúc nào không biết, biến thành một dần tròn to dây lấy ba chúng tôi. Tiếng thở nặng nề bi thương lại gian lên, vô cùng buồn bã âm thanh lúc bên trái, lúc bên phải, cứ như là đang vận động gấp gáp. Làn sương đỏ ấy dần đậm đặc, khiến cho chúng tôi không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Con quái trùng đeo mặt nạ vàng, quanh thân có áo giáp nhân tạo dày nặng bao bọc. Lớp vỏ của chính nó cũng không khác gì vỏ xe bọc thép. Bình ropan phun lửa, e không làm gì nổi. Có lẽ chỉ có cái mồm ẩn náo sau mặt nạ vàng là điểm sung yếu duy nhất của nó cú mạo hiểm dí súng máy bắn vào mồm quái trùng ban nãy của tôi những tưởng là đã hạ được nó rồi ôi trời đất ơi phải làm gì thì cái con sơn thần này mới chịu chết chứ cái đám sương đỏ đang dây lấy chúng tôi bỗng nhiên bị một luồng khí chuyển động rất nhanh làm cho tản ra hai bên con sâu khổng lồ mặt vàng giáp xanh từ trên không trung nhoài mình ra cái miệng sao mặt nạ vàng đã bị súng bắn nát có vài mảnh vàng vẫn đang cấm ngập vào thớ thịt lần này nó quay trở lại cuốn theo một làn khí tranh tử xông thẳng vào tuyền béo con quái trùng xông đến với khí thế mạnh như vũ bảo tuyền béo giật mình chửi lớn mã mẹ mày ghê thế rồi cậu ta co cẳng chạy nào ngờ trong lúc hoảng loạn chân dấp phải đá gồ ghề ngã dúi dụi tuyền béo dội vàng lăn sang một bên dương súng bắn luôn tôi kêu lên nó chưa chết hẳn phen này nhổ cỏ phải nhổ tận gốc ông à rồi tôi nhớ ngay khẩu máy chữ chicago lia luôn một chập không cần biết nơi nào trên thân con quái trùng trúng đạn chỉ thấy ở các kẻ dãy giáp hoặc là mồm của nó phun ra làng xương đỏ con quái trùng tấn công mấy lần đều bị đạn bắn dữ dội đẩy lui rốt cuộc nó nổi khùng liều lĩnh xông thẳng vào chúng tôi bất chấp mưa bom bão đạn động tác của nó quá nhanh lại luôn luôn được làng xương đỏ che khuất thành thử chúng tôi rất khó bắn đúng mồm của nó nếu không thể kề sát chỗ hiểm con quái trùng mà bắn thì khó mà chặn nổi nó. Nhưng lúc này tránh còn chẳng kịp nữa là tấn công. Tôi đành ra hiệu nhanh chóng rút lui vào gần vách đá cong cong của hang hồ lô, lợi dụng những phiến đá nhọn quắc ở đấy để mà ẩn nấp đã. Nhưng vì lối đi thì hẹp, bên cạnh lại có nước, con quái trùng lại quá đồ sộ, ba chúng tôi vốn phân tán bây giờ cụm lại với nhau, bị cơ thể hung hãn của nó dồn vào một góc hết đường tháo chạy. Chúng tôi nghe thấy những tiếng len keng của bộ áo giáp nặng nề chà vào đá dụng. Cơ thể của nó đang dàn hàng ngang ập đến với một khí thế dữ dội. Không khí trong hang bị khuấy động tạo nên một luồng khí áp tạc vào da của chúng tôi đào rác. Lúc này chúng tôi không có đường rút lui cũng hết chỗ nắp, tình thế nguy ngập như ngàn cân treo sợi tóc. Không kịp bàn bạc nữa, Sô Lê Dương nhanh chóng ra hiệu cho tôi và kèm theo chỉ một từ thuốc nổ. Tôi hiểu ngay. Cô bảo tôi và Tuyền Béo tìm cách kiềm chế đối phương để cô nàng có chút thời gian đánh thuốc nổ tiêu diệt nó. Chúng tôi lập tức chia hai ngã. Tôi và Tuyền Béo tập trung sang bên phải. Quả nhiên, con quái trùng bị chúng tôi nhử bèn quay đầu sang để đớp. Sự lệ dương định nhân lúc đó từ bên trái dạt ra phía sau tảng đá gần đó nào ngờ con quái trùng lại dương đông kích tay cực kỳ gian xảo thấy tôi và thuyền béo bắn chéo vải đạn vào đầu của nó nó cứ mặc kệ ăn đòn nó cố ý giả vờ bị hớ rồi ngoảnh đầu nhào đến sơ ly dương vậy là đã ra ngoài dự định của chúng tôi không ngờ một con sâu to xác mà lại xảo quyệt đến thế chúng tôi đều trở tay không kịp súng của sơ ly dương vừa hết đạn chỉ dựa vào khẩu súng ngắn 64 thì không thể đánh lùi nó Mai sau cô nàng ứng phó cực nhanh, rút ô kim cang ở sau lưng ra, chặn mồm nó lại, nhưng nó cũng hất luôn cái ô văng xuống nền đá. Sơ Lê Dương rất nhanh nhẹn, dội lăn ngay sang một bên, nhưng mà chỗ đó là gốc chết. Cô nàng hết cách xoay sở, đành rút cuốc chim leo núi, chuẩn bị liều mạng lần cuối. Tiếng các mảnh giáp kêu gầm, gian như là sấm dậy, từ trong đám sương đỏ, phóng ra một tia sáng vàng, rọi thẳng vào Sơ Lê Dương. Cô nàng biết rõ tuyệt đối không thể trực tiếp chống đỡ, đành nhúng mình nhảy giọt lên, dùng cuốc chim bập vào khe đá, rồi đạp chân vào dách, để mà văng người sang một bên. Người của Sơ Ly Dương vừa rời mặt đất, thì cái mồm tan quát, mọc đầy xúc tu và màn thịt, liền bập ngay vào chỗ cô nàng vừa đứng. Một tiếng bợp vang lên, hầu như các tảng đá ở đó đều bị con quái trùng cắn dụng. Tôi và Tuyền Béo đứng bên nhìn thấy rất rõ, nhưng không kịp cứu Sơ Ly Dương. Cả hai chúng tôi đều tức đỏ mắt, chẳng cần nghĩ ngợi, không đợi con quái trùng ra đoạn tiếp theo. Chúng tôi dứt khẩu M1A1 đã hết đạn xuống đất, rút cuốc chim ra, đập luôn vào cái đám dãy giáp bằng đồng xanh, rồi nhảy lên thân mình khổng lồ của nó. Tôi chủ tâm triệt bỏ ưu thế của nó, rồi tính sao. Con sâu này chỉ có một mắt ẩn sau chiếc mặt nạ vàng, con mắt lại quá nhỏ so với thân hình đồ sộ của nó, nếu chọc mù mắt chắc hẳn là con quái này sẽ dễ xử lý hơn nhiều. tay bám chân đạp rất nhanh chóng, tôi đã leo lên đỉnh đầu con quái trùng. Tôi và Tuyền Béo đồng thanh la hét, dung cuốc chim lên bổ vào con mắt ở chính giữa chiếc mặt nạ. Chỉ nghe thấy vài tiếng nổ toan toát phát ra từ nhãn cầu. Con quái trùng đau đớn rung bần bật, chất nước vàng từ trong phần đầu của nó bắn ra tứ tung. Chẳng biết cái chất vàng xỉn này có phải là máu của nó không, mà tanh tử vô cùng, chẳng khác gì cái đám cá biển chết phơi nắng lâu ngày. Chúng tôi bị nước vàng bắn khắp người, may mà không có độc. Thấy ra tay được việc, tôi định tiếp tục xuất chiêu chí mạng, nhưng mà con quái trùng rung lên quá dữ, khiến cho tôi đứng không vững, rơi mất cuốc chim, rồi bị ngã lăn xuống đất. Tuyền béo đứng vững và bám rất chắc, cầm cuốc chim bật các mảnh giáp của con vật ra, bất chấp ký màu đỏ và đám nước màu vàng bắn đầy đầu đầy mặt lại sọc tay vào hốc mắt của nó, móc ra một nắm. Cũng không biết nắm đó là những cái thứ gì, có đủ màu đỏ, màu lục, màu vàng, láo nháo như là hỗn hợp thuốc nhuộm. Con quái trùng đau đớn, không ngớt rên rỉ, ngoảy đầu như điên dại, tuyền béo không trụ nổi nữa, bị hất văng xuống nước. Đám xác chết đang náo loạn dưới nước lập tức tản ra xung quanh, tạo thành một cái xoáy nước rồi nhanh chóng quay lại, dây bọc lấy tuyền béo vào giữa, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của cậu ta đâu nữa